Hello mọi người nhé. Hôm nay mình sẽ dẫn các bạn xem công tác chuẩn bị đón Trung Thu tại huyện Phú Thiện của mình nhé. Chương trình này dưới sự tổ chức sự kiện Nessy nhé mọi người. Đèn LED luôn. Chương trình sẽ tổ chức vào tối nay nhé. Công tác chuẩn bị cho Trung Thu mình mất hết một tiếng nha mọi người. Bạn nào cần thuê âm thanh để phục vụ đám cưới sự kiện tổ chức ngoài trời gỡ lô mình nhé. Nancy nha mọi người. 0352930545. Mọi người cần thuê dàn âm thanh phục vụ đám cưới sự kiện tổ chức ngoài trời cứ alo mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều.